một sản phẩm giáo dục tiên tiến từ tập đoàn FPT. Với khát khao cháy bỏng đổi thay nền giáo dục Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập trường ấy, chúng tôi đã quan điểm là cái bằng của trường cấp ra như là một cái bảo chứng về cái chuyện chất lượng. Một chương trình đào tạo ưu việt đang tạo nên một thế hệ trẻ vượt trội, bứt phá. Đại học FPT, FPT University, tiên phong công nghệ. Đại học FPT ngày nay là một trường đại học đào tạo đa ngành với nhiều ngành học uy tín và nổi bật như công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, quản trị kinh doanh, marketing, kinh doanh quốc tế, truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa, mang sứ mệnh cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho người học. Một thế hệ mới đang được hình thành với nền tảng tri thức thông thạo hai ngoại ngữ và kỹ năng mềm vượt trội. Sinh viên trường đại học FPT đã trở thành những nhà quản lý lãnh đạo tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. 5% sinh viên khởi sự doanh nghiệp, phát triển niềm đam mê kinh doanh và mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Sinh viên đại học FPT tự tin nắm bắt cơ hội kết nối với hơn 200 đơn vị giáo dục và 365 doanh nghiệp là đối tác của tập đoàn FPT. Cơ hội dành cho những bạn trẻ chủ động, sẵn sàng vượt qua thách thức, sẵn sàng cho sự nghiệp toàn cầu.